cha nói đi mày, mì xương mài nó có hả? Ấy dạ, sao vậy? San sứ khoai, san sứ khoai, ba ẩm đi, ủ mở lên cái đựng cái là đòi à? Không, mẹ ẩm nguyên đêm rồi, nguyên ngày rồi ba ẩm đi, ba không đi làm ba không chịu ẩm con hết trơn à? Hả? Yeah. Cho cắn cái cây. Chào mà cô chú, chào mà cô chú, anh Chính chào mà cô chú. Nguyên xin chào cả nhà nghe, chào cả nhà đến với kênh của Nguyên Cuộc Sống Malaysia. Chồng Nguyên, ta sẽ ăn cơm rồi. Hồi nãy á có cái có cam kia anh lại anh gõ cửa kêu Trọng Nguyên, nghĩ sao à? Tết nhất mà lại nhà người ta thông ống nước, cả nhà biết không, người qua bên đây á nó cử vậy lắm. Trọng Nguyên mua bún gạo hải sản này nè, anh cho nó ăn một heo mà tội nghiệp ghê á, thèm ăn bà nhựa, mà không dám cho nó ăn, tại vì chưa được 6 tháng không dám cho ăn. Ô cho cơ dĩ mà xịn hơn. Cá này Nguyên thích ăn lắm. Sơ pan gì à? Không biết sơ pan gì là cá gì.我没有买过，我是没听过。这个没有啦，我跟我的没有去吃过。我有吃过，我去德西龙八波的时候，我前我喜欢这个鱼。不是那个汤，我是汤。那天我们去买那个都没有，像你去包八货的同一天那个鱼去买过给你啊，他都没有这个。没有开的哦。同一个人来的。你想有吃过？啊，不嘛，不海鲜。 chiên nó cho ba ẩm mà ăn nó sửa mọc đi đủ cay. Tơ xì khoai hả? 21 đồng cả nha, 21 đồng là khoảng 120 tiền Việt. Ê nghe, mình thấy cái bánh này giống ở Việt Nam nè, cái bánh ướt, bánh ướt mà họ cuốn cái gì trong đây nè, chắc này củ sắn hay chứ măng con cho gì bên hả? Đúng rồi, củ sắn ở Việt Nam mình là cuốn đậu xanh. Ê chị, đậu xanh ngon nè, cuốn củ sắn sắn cũng ngon không cả nhà, chứ có hồi xưa ngon chứ thì nó mình thích ăn cái này. Chị nghe từ hồi về quê giờ ở trên đầu nó không à, hai cái sườn tôi lại rồi cái sườn này cái đấy cái đấy chồng đi về quê ông không chịu ảnh nhỏ. Toàn là Nguyên ẩm với mấy gì ẩm không rồi, cho nên bây giờ về đây là A Chin không chịu ba ẩm nữa rồi. Ba ẩm đầu Nguyên không à, ông không đi làm, ông không chịu ẩm nhỏ hết trơn là ẩm A Chin đó. Nguyên nghĩ là ồ chồng Nguyên không đi làm, Nguyên vẽ nhà giữ con, Nguyên nghỉ ngơi rồi, Nguyên còn mệt hơn. Mẹ thèm nhìn tội nghiệp lắm cả nhà. Dạ thích. Mẹ thèm nè, mẹ mỏi nè. Ăn đi. Hôn. Cay gì vậy sao? Tết á, ngày qua người ta cử với anh vải kỹ nhất là sửa nhà. Sửa nhà hoặc là cái xưa. Hai chàng xuất phân đi phiên mà nó gì là? Hai chàng phiên đó. Nhưng mà giống như là tuy đa hồi hai chàng phiên thành diễn nhau. Diễn trang thành phần nào nãy đi học. Chồng nó tưởng đâu là cá viên. Mình nói cá viên chỗ bột và đâu ngon bằng cá viên ngấy vậy đâu.
Nhớ chưa à? Hả? Hồi tối người ta cúng á. Có nhiều tiệm á, người ta không có bán, người ta không có mở, người ta không có khai trương, người ta không có mở chứ. Người ta Tết người qua đây người ta cử chim là sửa nhà hoặc là đầu tiền này kia, giống như Việt Nam mình vậy thôi. Mà ba tôi vô, đầu vô thông ống nước, thông bà nội cha nó thông. Chồng nó không, không được, qua Tết mới được. Nghĩ sao hôm qua kêu cửa sầm rồi. Không lịch sự chưa? Nhà ta muốn vô, nào vô muốn thông, nào thông đi. Bây giờ ở tập thể cũng phiền nha. Ở khu dân cư chỗ như này, ở khu dân cư phải chịu thôi cả nhà. Khu dân cư không phải khu dân cư. Khu dân cư là kiểu như Phú Nguyên là apartment à. Apartment sao mà của bánh cái bánh xưa. Apartment cái này là nó kiểu như nó thấp hơn khu dân cư. Nhưng mà giá hình như là mắc hơn á, mắc hơn khu dân cư. Khu dân cư thì nó cao. Nó cao hơn. Mà bây giờ khu dân cư mắc lắm. Mới á cả nhà, rồi mới 8-9 ngàn cũng có. Cái 8-9 trăm cũng có, là khoảng 4-5 tỷ á. Chồng với ổng vừa ẩm con, ổng không biết ăn cơm, không biết ăn đâu. Ổng dám ẩm luôn á. Lắc, ê, quêu dạo. Đừng lắc. Ê, gia chị. Em bé ăn nước đó cả nhà. Ê, sao cái này nó dính đầu nguyên trời. Ê, gia chị. Đâu rồi, nó phát hay. Cái đồ ấy tóc mà. Thiết. Ở gì á, nào xưa. Mình đã ngon được. Chưa hay là chị không ạ? Cá này ăn chưa ăn được này nhưng mà chim chưa biết nuốt. Mình chịu thảy ra chim xuống cho chim chơi. Con gì cho ăn? Không nên hỏi là. Con gì cho ăn? Không thể nhỏ xuống chơi mà không để được chơi, tự nhiên nhỏ là làng à. Chỗ này bán ăn cũng được, đậm đà. Nó không có đậm đà như chỗ mà đợt như làm đi làm buổi chiếu á nha. Chỗ đó ngon mà không biết sao không có hết bán à, không bán nữa. Mấy người đó đầu óc không biết nghĩ gì. Mà trong đó cứ sáng sớm đi. Ở Việt Nam người ta chửi thấy bà nội à. Ở bên này thì không có nghĩ, không có chữ này kia. Mình chỉ nói ừ sáng mà tao người ta nói thẳng với mình luôn là không được. Ở Việt Nam mà chửi với bà luôn. Chữ xả xui ở Việt Nam kiểu gì chữ xả xui á. Đi chỗ kia nè. Hả? Mình thả tao cho một con to xem. To à? Ừ. Ok mà là sắp bàn gì bị ác quỷ rồi. Chưa chưa bị ác quỷ bị chắc hầu chưa đâu ạ. Hay hay thằng quỷ rồi chưa sắp bàn gì. Chẳng nó cá này cá sợ bàn gì sợ bàn gì sợ sợ là mừ ban ban là dọn nha. Sợ ban tiếng Việt ở Việt Nam mình không biết kêu bằng cái gì. Ở Việt Nam mình á cá nguyên không biết tên cả nhà ơi. Nhỏ miền Tây cá kêu những con cá nước ngọt như là cá biển, cá rô,
ý cá biển thì Nguyên chỉ gom chung là kêu bằng cá biển Nguyên biết thôi. Cá ngừ, mấy cá kiểu như vùng quê hẻo lánh giống như quê đó nha là Nguyên biết, chứ mấy cá mà kiểu như thành phố Nguyên không biết á nha. Hai lúa nói chuyện kiểu như cá biển á, mấy kêu mấy tên mẹ con cá biển không nhưng không biết, tại vì đó nhà bà nội ơi, nhà bà nội luôn có ăn cá cá biển là biết là mừng hết bà nội. Cá biển cá ngừ đó là ngon lắm rồi, cái người kho khóm đó ở đâu mà ăn giống như giờ à, cá biển đủ loại thứ cá, cá gô đó ăn nhiều, cá gô cá lóc cá linh mấy đó ăn nhiều. Như cái gì? Phần à. Đợi xuống nằm cái lặp. Nhìn nè. Ngóc đầu lên cao dữ rồi trời. Đợi mấy bạch tả xung quanh á. Để cho Achin. Thấy cái Achin chơi. Chứ để không có gì là Achin la làng đó không bà cô chú. Ừ chứ gói chơi. Mẹ thích Achin mặc đồ này nè. Nhìn thấy cưng á. Nhìn dễ thương lắm luôn á Achin. Nhìn con gì đáng yêu làm sao á. Nhúng nhúng bèo bèo vậy nè, nhìn con đáng yêu làm sao á. Để khăn ra cho Achin nhiễu nước miếng không bà cô chú, nó thấm vô cái khăn chứ không có ướt ướt mình á. Achin nằm sắp nè nè ha, ngồi nhiễu nước miếng ướt ướt càm ướt mũi hết trơn á. Nhìn kìa, ghét quá trời ghét. Con tôm ở trong đây có hai con tôm lột vỏ sẵn rồi. Thế là chị Hoa nó có tí siêu từ tay ạ. À diễn sơ hả chị? À chị thích phòng hợp vô. Hả? Nó phòng hợp vô. Phòng hợp vô. Anh nã của tao mà. Achin thích màu cam. Cái bịch khăn giấy á, cái chặn nói sao cái thùng nó không chịu. Cái thùng cũng giống màu mà nó không chịu. Nguyên cũng không biết nữa. Không chắc cái thùng nó bự quá, nó Achin ôm không được. Chặn không được. Tôi nói là chỉ có phân gì vậy hả? Chứ có chù khởi dịch hai phân, hai dầu phân nhắn thì phân à. Chứ có phân. Chứ có chù khởi dịch của hồi xưa anh Tùng giống không ạ? Thầm hiểu phân chiều. Chứ phân chiều sẽ hồi xưa. Cái chỗ này bán có thể gọi là không ngon. Tại vì nấu không có để rượu. Hay là để rượu ít á. Có chỗ mình để ăn ấm, ăn ngon kìa, ấm bụng mà thơm. Cái nước súp nó thơm lắm, cái này không thơm. Thầy giao phân dĩ mà đều khởi dịch. Mình thích ăn cá lắm mà mình không biết làm cá nên không dám làm chứ không biết làm. Cái hộp thơ mẹ đó. Hả? Cái hộp thơ mẹ đó. Hai nghĩ học chưa? Cái hộp thơ mẹ đó là ai phản hại cái thể mà chứ gì cân. Chưa hả? Chẳng hết. Mình nói cá, mình thích ăn. Cái chồng nói thích ăn cá này thì chợ mua về hấp ăn. Chồng nó chiên cắn. Cái gì cũng bỏ vô miệng cắn thôi. Nói nè, Tết này ha, ông Nguyên không có đi làm, nhà ông giữ là chi mình thoải mái nè, về quê nấu ăn nhâm nhi đồ ha, thằng U về quê ha, như vậy nha, nấu ăn xong cái, anh chi e lên cái, rồi chạy gặm, chứ chồng Nguyên có chịu giữ đâu. Không giữ nhỏ giết nhỏ không đeo ổng luôn mà không chịu ổng ấm
chậm chậm quay video quá nha. Viên nhờ ông quay ông ảnh rồi. Xong chưa? Nó lâu dữ vậy. Là Nguyên quay á, Nguyên nhờ chồng Nguyên ẩm đi rồi Nguyên đi quay. Nó quay hồi ổng thảm chơi điện tử chứ ổng giữ, ổng không chịu giữ nhỏ. Đúng không nhỏ? Anh chim mắc cười lắm. Thèm á, anh chim thèm á. Thấy ai ăn cái thèm cái gì à? Vậy đó. Nhìn mắc cười lắm kìa. Cá này mình thích hấp cái nước nó mà cái này không có để rượu, không có để rượu uống nó không có ngon chứ. Chồng tha hủy lại mình kêu chồng lặn anh chim lại. Anh chim đây chị ta đi hoang sợ anh đi ăn một ấm á, đi hoang sợ anh đi ăn ấm á. Mình thích ăn này nè. Ở Việt Nam mình thì để đậu xanh. Ê, chứ có hồi xưa đi băng cơ hả? Dạ, xuất xuất hoạt hả? Miu mai băng cơ hả? Ở Việt Nam mình để đậu xanh ăn ngon. Ăn với nước cốt. Cốt dừa ngon. Ở đây thì nó hậu quán với củ sắn. Củ sắn xào. Xào với lại có thịt nữa mà để ít lắm. Chào xa. Ở xa cho mẹ kìa. Cho mẹ kìa. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Tôi nói chồng nhưng ăn nửa cái nha. Nó ăn ăn hết đi, ông không bán nửa cái. Mẹ ơi. Con ăn. Ừ. Dạ, ở dưới nè. Ừ. Nè. Ôi cái đau buồn. Ôi hình khoai khá tùng với nhiều mà khá tùng buồn sẹn hủy lại á. Ai chạy 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 chạy. Chú chỉ sòn à, quật anh nó hình xôn đi mơ, chú chỉ sòn à. Hôm qua mình ăn dâu tây. Cái mình cho ai chim ngậm. Trời ơi, chua lắm nghe, mình thích ăn dâu tây chua cho nên mình mua mấy loại chua mà. Ăn chim ngậm ngon lành luôn. Ăn chim ngậm ngon lành luôn không bầu chú. Mình thích ăn chua. Lúc mà Nguyên có bầu A Chin là Nguyên ăn cay thối thận. Cô giáo hỏi A Chin ha, là bộ hình lý ai xưa la treo. Nó còn hơn hay xưa mà. Ăn chua cũng dữ dằn lắm nha. Nguyên nói cả nhà, nào giờ Nguyên không thích ăn ớt, không biết ăn cay. Hồi đó Nguyên ở Việt Nam á, đợi miếng tiêu vô thôi là Nguyên chịu không nổi rồi. Cái Nguyên qua đây biết Malaysia là xứ sở người ta ăn cay lắm. Các nước người ta ăn cay ăn ớt chứ mà cái Nguyên gã chồng Nguyên tới giờ nghe là Nguyên biết ăn tiêu à, biết ăn cay nhưng mà không kiểu như ăn không giống như ăn cay giống như bên đây. Ớt thì nào giờ Nguyên không có ăn không có ăn được. Nguyên chỉ dặn ra cái nước cái cay của nó thôi đó. Vậy đó mà có bầu A Chin hả, Nguyên ăn ớt trái mà cắn mà gục gục ăn mà ngon, cảm thấy ngon dữ lắm, ngon luôn á. Trời, cảm thấy nó ngọt mà nó ngon lắm luôn. Có bầu A Chin ăn ớt thối thằng, ăn ớt mà Nguyên trái cắn phúc phúc phúc. Chồng Nguyên thấy mà còn sợ ớt mà ớt đỏ bên đây cả nhà biết, sợ ai ở bên Malaysia biết nha. Cái loại ớt mà ớt chỉ thiên á, mà cái ớt thừa nói ớt chỉ thiên là khỏi nói rồi. Nó cay giả man vậy mà Nguyên ăn hẳn lần, ăn lần hả cầm 5 trái ăn gụp 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 gụp. Ăn ngon lắm, ăn mà lá môi mà ăn cảm thấy ngon lành lắm luôn. Chắc A Chin ăn cay lắm. Ăn cay cũng được cũng đúng thôi. Tại vì nó là A Chin là người bên đây mà. Ừ, thôi đi.
Thôi đi. Tinh tinh tòn, tinh tinh tòn, tinh tinh tòn, bạc của chú, tinh tinh tòn. A chim đeo cái này á, đi mua cái này cho a chim đeo. Nhiều khi a chim động ngủ nửa đêm động đậy hay là gì á, mình biết cả nhà, chứ không có đeo cái này mình không có biết. Nhiều khi lỡ cái khăn hay là cái gì a chim lặt lại mà lặt không được hay là làm sao đó, mình không biết sao mình đeo cái này cho chắc ăn. Vì chồng nguyên tưởng đâu đeo đẹp, nó đâu có đâu đeo cái này. Đợi nhiều khi a chim làm gì mình còn biết á, lắc mình quay lại mình coi, không thì nhiều khi nói chung là mình để ý hơn. Chồng mình nói đeo đẹp có nguyên đeo lỏng như lắm, a chim ẩm lên cái là tuột xuống đó. Nguyên sợ cắn cái giò a chim đau. À thôi, video của Nguyên đến đây kết thúc rồi cả nhà. Nguyên cảm ơn cả nhà đã xem ủng hộ video của Nguyên nha. Nguyên mến chúc cả nhà một ngày mới thật là an lành nha. Bye bye a chim, bye bye mà cô chú nè. Bye bye a chim à, bye bye mà cô chú. Bye bye mà cô chú nghe. Bye bye a chú. Thank you. Cái giò nè. Cái giò. Thank you.